Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất là thú vị. Đây là chiếc cần câu. Đó, chà chà, các bạn nhìn đây, sợi dây này. Và đây là móc câu này, rất sắc bén nha. Chúng ta sẽ câu những cái ô tô này nha. Đó, nhìn này. Nào, bắt đầu nào. Câu lên. Ô tô chúng ta vừa câu được là ô tô đầu kéo đấy nha. Nào, câu chiếc taxi lên. Câu chiếc taxi màu vàng lên. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ câu một chiếc xe ô tô tải. Ái chà chà, câu chiếc xe ô tô tải này lên. Nào, câu chiếc ô tô con. Đây rồi, chiếc ô tô con màu xanh nhỏ xíu. Thắng đây. Nào, câu chiếc ô tô con nữa. Đây, ô tô con đây, chà chà. Ô tô này khó câu quá. Chà chà, khó câu quá. Khó móc ghê. Rồi, đây là chiếc ô tô con màu cam. Mắt câu nặng quá. Đây là chiếc xe ô tô trộn bê tông màu cam nhỏ xíu. Một chiếc ô tô con màu vàng. À, ô tô con thể thao màu đỏ. Câu được một quả bóng. Quả bóng hơi màu xanh và màu đen. Có những khoang màu xanh và khoang màu đen. Là tuyệt vời. Thắng đây. Chúng ta câu được một cái bóng đèn màu đỏ. Đó, một bóng đèn màu đỏ sáng nhấp nháy. Tắt đi nha. Chúng ta câu được cái gì đây? Đây là một chiếc đèn pin. Ôi, sáng quá. Sáng trưng. Đèn pin này đi ban đêm đấy các bạn. Soi để đi ban đêm. Chà, mắt câu rất là chặt. Thật tuyệt vời. Wow.
Ở đây một chiếc ô tô màu xanh. Đây một chiếc ô tô nữa. Ôi thật là tuyệt vời. Chiếc ô tô con nhỏ xíu màu cam. Chúng ta câu được một con mèo sáng nhấp nháy này, đẹp tuyệt vời nha. Đó, chúng ta câu được một con mèo nha. Đó. Chà, còn rất là nhiều. Rất nhiều ô tô nữa. Tô con màu đỏ. Một chiếc ô tô con màu đỏ nữa. Chiếc ô tô màu xám. Và một con mèo màu vàng. Câu được rồi. Đây là một con khủng long màu cam.
cha, một con khủng long màu hồng. Có đèn sáng nhấp nháy nhá, đẹp tuyệt vời nhá. Chú khủng long màu hồng nữa, đẹp tuyệt vời. Xem có sáng không nha. Chú khủng long này hỏng rồi, không phát sáng nữa. Rồi, chà, một chiếc xe máy màu xanh, chiếc xe máy Yamaha màu xanh da trời, tí xíu nha, tuyệt vời. Và đây nữa, một chiếc xe máy Yamaha màu xanh lá cây, đẹp tuyệt vời. Chà, hôm nay chúng ta đã câu được rất nhiều rồi. Chà, chúng ta câu được một vỗ đồ chơi nhá, rất nhiều thứ nè, thật tuyệt vời. Hôm sau chúng ta lại câu tiếp nhá. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui vẻ, gặp lại các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Chào tạm biệt.